Rồi, rất vui đã trở lại kênh Cây Cảnh Giá Rẻ cùng gặp gỡ cả nhà đam mê mai vàng rừng của em nha. Rồi, vì một số công việc nên em đã gián đoạn 2 ngày nay, không có lên clip giao lưu được với cả nhà. Đó, thì em xin nhắc lại bên em bán mai rừng là chuyên là bao sống cả nhà nha. Thì rất hy vọng anh em sẽ hợp tác với em khi mà mua cây của em, bên em bao sống chịu trách nhiệm với vấn đề rất là lớn. Thì anh em cố gắng về làm theo clip hướng dẫn của em nha. Thì clip hướng dẫn của em đơn giản thôi, anh em về cứ cố gắng trồng bằng cát 100% hoặc là cát xì dừa 50-50 giùm em. Chứ anh em đừng trộn chấu cát xì, chấu xì dừa mà trồng như kiểu mai miền Tây cả nhà. Vì sao cả nhà? Vì mai miền Tây chấu xì dừa là khi mình nó bắt rất là nhanh vì rễ cám nó nhiều. Còn với mai rừng chúng ta thì cả nhà, thì trong môi trường tự nhiên rễ cám nó ít. Nên chúng ta về trồng cát để những cái đầu rễ chúng ta sẽ nhử ra, những cái đầu rễ khi cắt rồi cả nhà thì nó sẽ bén rễ, rồi chúng ta sẽ thay cả nhà nha. Đó, có một số anh em đã trồng trong môi trường đó rồi nó cây sao mà chậm phát triển, nó thật sự anh em kia moi lên đúng không, đầu rễ vẫn bao nhựa bình thường, có một cái là nó bén chắc trồng không được thôi, nó chắc trồng nó bén chưa được thôi anh em à. Đó, anh em cố gắng về làm theo clip hướng dẫn, tại khi mà anh em đã mua cây bao sống thì bên em đã gửi clip hướng dẫn qua cho anh em rồi. Đó, rồi rất mong được sự hợp tác của anh em nha. Bên em bán mai rừng bao sống một trách nhiệm rất là lớn lao, rất mong được anh em mua nhiệt tình ủng hộ ạ. À, rồi với cái mã của chúng ta hôm nay sẽ là M1 em xin mạn phép giao lưu với cả nhà. Đầu tiên chúng ta là mã một cây mai tàng, một cây mai tàng lùng lực rất là đều, bộ đế trải, cái này làm tác phẩm rất hay cả nhà nha. Vào đơn số đi chị, cái này chúng ta làm rất tác phẩm rất hay luôn cả nhà, đo lên trên xíu chị. Rồi, hoành là 42 cả nhà mình đây, cây tàng rất là đẹp cả nhà, cao 63, bầu đế 48 này làm tác phẩm rất ok cả nhà, quay vòng đi chị. Rồi, phía đây là cái lũa cả nhà nha, lũa là rất là đẹp cả nhà. Cái này lũa là tự nhiên rất là đẹp luôn cả nhà. À, quá ok cả nhà, một tác phẩm rất là đẹp luôn. Quá ok, quá ok. Rồi, với cái mã M1 này, một cây mai tàng rất là đẹp này xin mạn phép vô luôn cả nhà là 1600k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà mình nha. 1600k trong cây mai tàng lùng đực rất là đẹp luôn, đế chảy. Cái này làm tác phẩm rất là đẹp cả nhà. Đó, rồi xoay vòng nó em sẽ quay bộ tàng cho cả nhà cùng xem nha. Cây này tàng 24 giờ luôn rồi, tàng quá đều cả nhà, tàng cực kỳ là đẹp luôn. Rồi em xin mạn phép xuống clip tại đây luôn cả nhà mình ơi. Rồi em xin phép tiếp tục trở lại với cái M2 chúng ta là một cây cực kỳ là quái luôn cả nhà, cây rất là quái cả nhà mình ơi. Đó, độ đế cực kỳ là quái luôn. Bao đơn số đó chị, tay cành rút của cả nhà ha, tay cành rút. Thì thường thường những tay cành rút này ở trên là nó sẽ bị lũa trên cả nhà, tại vì lũa trên nó bị tác động ở ngoài 43 hoành nên sẽ tạo ra một cái tay cành như thế này. Nhưng mà cây chúng ta rất cao là 70, bầu đế 60. Rồi xoay vòng đi chị, tay cành cực kỳ là đều luôn cả nhà mình đây. Nó rất là đẹp cả nhà ha, rất quái cây luôn cả nhà. Nào, phía này em có xử một số đoạn lũa của nó cả nhà, cây này chỉ có lũa thôi không có bọng bẹo dân hay nhà ha. Hồi này đục về cái mình chám keo lại xong rồi cả nhà, quan trọng chúng ta có một tác phẩm bay rất là đẹp. Cái này cái nhà có thể bỏ chi thêm cả nhà nha, cái này cái nhà có bỏ chi thêm để làm ra một tàng bay luôn. Em là cắt hờ thôi, nó hơi rậm rạp xíu nhưng mà cả nhà chúng ta vừa chỉnh sửa thêm cả nhà ha. Rồi với cái mã M2 này em xin mạn phép giao lưu với nhà là 1400k đã bao gồm phí vận chuyển và bảo sống. 1400k em xin phép xuống clip cái mã là M2 chúng ta luôn cả nhà mình ơi. Rồi tiếp tục đến với cái mã là M3 của chúng ta là một cây trực rất là đẹp cả nhà. Cây trực, cây đặt cả nhà nha, vào số đó chị ơi. Cây rất là duyên dáng cả nhà, cây tàn rất là duyên dáng cả nhà. 38 hoành là 38 cả nhà mình nha. Cao là 95. Bầu đế 39 xoay vòng đi chị ơi. Ô cây tàn rất là đẹp cả nhà. 38 hoành. Đó, tay cành rất là đều luôn cả nhà ơi, tay cành rất là đều luôn. Rồi với cái mã là M3 chúng ta em xin mạn phép vô luôn cái nhà là 1200k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. 1200k, đế rất là đều luôn kìa. Đế rất là đẹp luôn cả nhà thấy nha. Đó, đế rất ok luôn cả nhà ơi. Xoay chị. Đây cả nhà, giờ cùng ngắm bộ đế cả nhà. Đây đế 24 giờ luôn, rất là chuẩn cả nhà ơi. Rồi, em xin mạn phép xuống clip cái mã M3 chúng ta luôn ạ. À, rồi tiếp tục đến với cái mã là M4 của chúng ta, cây bay bàn trà cả nhà. Cây này đặc biệt cái là cây này cái bông chùm cả nhà nha. Nụ xanh nụ đỏ thì em chưa biết, nhưng mà cây này chính xác là mai chùm tại đang đóng nụ cả nhà. Thì khi nhà cái nhà vô lưu em thì em sẽ gửi mặt bông qua cho cả nhà cùng xem nha. Vào đồ số đi chị ơi. Cái này tại những cây mà có nụ chùm cả nhà thì em khi mà em khai thác là em sẽ có 37 hoành. Cao 1,5 m. Chị đo tán bay cái gì? Cái này làm tán bàn chài rất là đẹp cả nhà. Em cắt hờ thôi cả nhà, tại ở trên nó lắc này thấy đẹp cả nhà. Em để hờ cho cả nhà.
ra xíu nó trừ hao ra nữa. Rồi mét 2 hả? Bay mét 2 cả nhà nha. Bầu đế 50. Rồi cái cây này nè, em có khi mà em khai thác những cây mai chùm như thế này cả nhà, thì hiện tại cây đang đóng nụ, thì em sẽ, thì cả nhà biết rồi, em có nhắc trên nhiều clip rồi, cái dòng mai cát này thì một năm nó cho ra tới 2 tới 3 đến mùa hoa lận, bởi vì cây này đang đóng nụ. Ôi bữa nay cảm quá cả nhà, cây đang đóng nụ cả nhà, nên em có hình ảnh cụ thể nha, bởi vì mới dám bao cho cả nhà đó. Xoay vòng đi chị. Cây này tàn cao rất hay cả nhà. Rồi với một cây mai chùm thế này, em xin mạn phép giao lưu với cả nhà là 2200k đã bao gồm phí vận chuyển bao sống cho một cây mai tàn bay này. Cây này làm tác phẩm rất im cả nhà. Thì em có bán, hôm em lên Zalo chụp cho cả nhà xem đó, em có bán một cây mai chùm cho anh khách đó, cây ra nụ rất là đẹp cả nhà, nhưng mà tiếc cái đó là nụ hơi ửng ửng đỏ à, chứ chưa được đỏ huyết. Nếu mà được đỏ huyết thì rất là đẹp cả nhà. Bông chùm nụ thì rất dòm, nó rất là thương yêu luôn cả nhà. Đó, thì anh em nào có lên Zalo của em thì em thấy những bài đăng của em cả nhà thấy rồi. Thì cái này em chưa chỉnh sửa được nhiều đâu cả nhà ha. Nên ra thì cái này nếu mà làm bằng trà thì em sẽ cắt ngang ngắn đây bớt nữa. Nó sẽ hạ, có thể hạ xuống đây luôn. Nó chúng ta sẽ làm một cái tán bằng trà. Nhưng mà thôi, em để cho cái nhà về tự chỉnh sửa nha. Rồi em xin phép xuống dưới cái mã M4 cái nhà mình đây. Rồi tiếp tục đến với cái mã là M5, chúng ta là cũng là một cây mai chùm luôn cả nhà nha. Mai chùm luôn, còn nụ thì em chưa biết nụ xanh hay nụ đỏ cả nhà nha. Vào nụ số đây chị. Hoành 28 cả nhà ơi. Cao 1m4. Bầu đế 30 rồi, 1200k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống của nhà mình nha. Một cây mai chùm 1200k, 1200k xin phép xuống clip tại đây của nhà. Xoay vòng đi chị. Đó, em có để mặt lá cho cả nhà cùng xem cả nhà nha. Em có để mặt lá cho cả nhà cùng xem đó. Rồi, em xin phép xuống clip cái mã là M5 của chúng ta luôn ạ. Rồi tiếp tục đến với cái mã là M6 và sông Long Bay luôn cả nhà ơi. Vào số đó chị. Cây này cực kỳ là mạnh luôn cả nhà nha, cực kỳ là để cám nó lên vừa nùi nùi luôn cả nhà. Vào số đó chị. Đây cả nhà, để cám nó nùi nùi luôn nè. 42 Hoành. Hoành là 42 cái nhà mình nha. Cao 90. Cao 90. Bầu đế 40. Bầu đế 40 rồi, xin mạn phép vô lô tàn bay luôn cả nhà. Nhầm sorry cái nhà chị. Tầm bay tầm 1,5 m á. Rồi với cái này xin mời phép vô luôn cái nhà là 2200k đã bao gồm phí vận chuyển trong cây bay bay rất là đẹp cả nhà. 2200k. Đó, cái nhà thấy không? Tầm bay lượng lắc cực kỳ là đẹp luôn cả nhà ơi. Đế 24 giờ luôn cả nhà, đế thương yêu luôn. Đó, tầm bay rất là đẹp cả nhà, chỉnh chu luôn cả nhà ơi. Cây đặt sạch sẽ luôn. Chỉ có 2200k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống luôn cả nhà mình nha. Đó. Rồi, em xin phép xuống clip cái mã là M6 của chúng ta luôn ạ. Rồi tiếp tục đến với cái mã M7, chúng ta là cụ mai khá là khủng cả nhà. Cây rất là quái cây cả nhà, quái cây lắm cả nhà. Giống cái này giống một cái hình người đang để một bàn tay, đang để một bàn tay không biết là cái dáng gì luôn cả nhà. Thôi vào được số đây chị. Quá ok cả nhà. Hoành 59. Hoành là 59 cái nhà mình nha. Cao 97. Cao là 97. Bầu đế 48. Bầu đế 48 xoay vòng chơi. Cây khá đặc biệt cả nhà. Rồi với một gốc mai khủng thế này, hoành 50 mấy nãy quên mất chị. 59 hoành thế này, em xin mạn phép cho luôn cái nhà là 3500k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. Quan trọng hết là bao sống cả nhà nha. Những gốc mai khủng như thế này là rất là giá trị cả nhà ha. Không còn rất hiếm. Phía đây thì nó có một cái lũa đây cả nhà. Cái lũa đây thì tầm khoảng 10 cm. Không có xuyên tâm cả nhà nha. Cái này chỉ có phần lũa đây, ngày xưa là cái nhánh đây nó bị hủy cả nhà, gửi lên là những cái chi này nên rút tay cành như thế này cả nhà. Nó rất là to, rất là gồ cả nhà. Cây chúng ta rất là gồ to cả nhà. Đó. Chỉ có 3500k cho cây hoành 60 non này, rất là đẹp cả nhà. Rồi, em xin phép cả nhà, em xin xuống clip cái mã là M7 của chúng ta luôn ạ. Tiếp tục đến với M8 của chúng ta luôn cả nhà, một cây khá là quái dị cả nhà. Vào số đi chị. Đó ở trên luôn chị. Khá là quái nhà, có rễ thả xuống dòm rất là độc lạ cả nhà ơi.
47 ngoài. Hoành là 47 cái nhà mình nha. 80. Cao 80. Bầu đế 60. Bầu đế 60 với gốc này M8 này chúng ta xin mạn phép cho luôn cái nhà là 2500k, cây đặt sạch sẽ cả nhà ơi. Hay hơi quái cả nhà ha. 2500k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. Cây độc lạ cả nhà ơi, 2500k. 2500k cho cái mã là M8 của chúng ta. Đó, tác phẩm rất là hay cả nhà. Rồi, em xin phép xin mạn phép cho luôn xuống clip tại đây ạ. Rồi, tiếp tục đến với cái mã là M9 chúng ta, một cây đặc biệt đã được ủ rồi cả nhà. Cây lượng lắc phình như lục bình luôn cả nhà, giót đỉnh luôn. Cây đánh vào tàn thông là quá vip cả nhà, bộ đế siêu vip luôn, 24 giờ bầu số đi chị. Bộ đế nở siêu vip luôn cả nhà. Tí nữa em sẽ quay cận cảnh cả nhà. Chị ơi, quá im rồi cả nhà. Hoành 53 cái nhà mình ơi, cây quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cao là 1m2. Bầu đế 45. Xoay vòng chị. Đây cả nhà. Quá lượng quá lắc luôn cả nhà, quá lượng quá lắc luôn cả nhà, cây quá đẹp luôn cả nhà, hoàn hảo luôn cả nhà. Quá hoàn hảo rồi, em sẽ tiến gần quay bộ đế cả nhà xem. Đây cả nhà. Chỗ này phình. Nhựa nó bao như thế này cả nhà. Nhựa bao kinh khủng luôn cả nhà. Đó, cái này chỉ về trồng thôi. Đây cái nhà bộ đế nè cả nhà, xoay chị. Cái này ủ rồi nên em chưa có phủi ra nên cái nhà thấy bộ đế nó hơi mờ mờ chứ thật sự nhìn cũng thấy cũng khá là rõ. Đó, rất ok cả nhà ha. Cái này ghép vào lụm lúa luôn cả nhà ơi. Đây, trên đỉnh cây đây, trên đỉnh đây. Đó. Quá ok cả nhà ơi. Đó, thấy không? Quá dữ cả nhà ơi. Nãy hoành 53. Với cái mã số này em xin mạn phép được giao lưu với nhà là 4.000k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. Một tác phẩm rất hay luôn. Xoay vòng một lần đó chị. Đây cả nhà, 4.000k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống, một cây giót phình rất là đẹp cả nhà. Quá đẳng cấp rồi cả nhà. Wow, xin lưu ý nữa, phía đây là nó có một cái đây cả nhà, phía đây là có một cái lỗ rất là nhỏ cả nhà nha. Chúng ta về chám cái đó cả nhà. Lỗ bị hủy dưới đây cả nhà. Cái chi nó hủy ngày xưa nha, về chám lại cái nhà nha. Đó, chỉ có 4.000k, rất là đẹp luôn nha, cây rất là đẹp luôn nha, phình quá đẳng cấp rồi nha. Em xin phép xuống clip cái mã là M9 của chúng ta luôn ạ. Rồi tiếp tục đến với cái mã M10 chúng ta là một gốc bay siêu lùng lực luôn cái nhà, vào số đó chị, quá lực rồi cái nhà, một gốc bay siêu lùng lực luôn cái nhà, quá đỉnh cái nhà, quá lực dốt rút cây của nhà, cây đặc luôn cái nhà, quan trọng là đặc. 57. Hoành là 57 cái nhà mình nha. Cao 66. Cao là 66. Tàn bay 50. Bầu đế 47. Bầu đế 47, xoay vòng chị. Quá lực cây cái nhà. Cây này ghép vào cái lụm lúa luôn cái nhà ơi. Quá lực cây, giót đỉnh luôn. Đặc luôn cái nhà. Hàng cực kỳ là hiếm cái nhà nha. Quá khủng cái nhà ơi. Quá khủng khiếp luôn. Quá đỉnh rồi cả nhà ơi, cái tàn bay này quá đẹp rồi cả nhà ơi. Rễ kìa nó bay theo đế luôn. Quá đỉnh rồi. Rồi, với cái mã M10 này xin bằng phép cho luôn cả nhà là 4.500k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. Ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip của em tối đêm nay. Em chúc cả nhà có buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe. Cả nhà hãy nhớ là bên em bán cây bao sống. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của nhà. Vì cả nhà ủng hộ em là cũng như ủng hộ cho cả nhà luôn á. Đó là một phần giúp cho cả nhà. Vì cả nhà nếu ủng hộ bên em bán bao sống thì bên em mà làm ăn được thì những kênh khác cũng phải buộc bán bao sống như em luôn cả nhà ơi. Hoặc là những anh em làm phôi khác cũng phải buộc bao sống. Thì bao sống như thế nào nữa? Bao sống bắt buộc là phải khai thác cây phải chuẩn, phải chỉnh chu đàng hoàng, và cái người được lợi nhất là cả nhà nha. Đó, rất mong được sự ưu ái ưu tiên của cả nhà dành cho kênh cây cảnh giá rẻ của em. Tại bên em là bán bằng một tấm chân tình, là bán bao sống cho cả nhà. Em làm những khâu khó nhất rồi. Nó cả nhà nhận cây về cứ làm theo clip hướng dẫn của em thôi. Trong vòng 1-2 tháng là nó sẽ cho kết quả ngay ạ. Đó. Còn với cái mã là M10 này là đã bao nhựa rồi cả nhà nha. Em quên cho cả nhà xem. Cây này thì em cũng tính trồng này nè cả nhà. Xanh hết này cả nhà. Này, bao nhựa hết cả nhà nha. Đây. Bao nhựa hết cả nhà. Cái này bao nhựa chưa có mạnh bằng cây kia, nhưng mà cũng là rất ok rồi, không có gì ảnh hưởng hết cả nhà. Đó, một cây siêu lùng lực luôn. Rồi, em xin được xuống clip tại đây. Chúc cả nhà có một buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe cả nhà mình nha.